Xin kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ và Tây Nguyên Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Cụ thể với Bắc Bộ, ngày mai nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá cũng như là gió giật, mức nhiệt toàn miền sẽ phổ biến quanh khoảng nhiệt là từ 23 cho tới 34 độ. Với các tỉnh thành Trung Bộ, mưa dông chỉ xảy ra về chiều tối và đêm, ngày chủ đạo là nắng. Lưu ý vùng núi phía Tây có những điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cao nhất từ 35 cho tới 37 độ. Các nơi khác, cao nhất sẽ phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Với Tây Nguyên, mưa dông rải rác trong ngày, nhiệt như vậy cũng sẽ không quá cao, dao động từ 21 cho tới 34 độ. Còn với các tỉnh thành Nam Bộ, mưa chủ yếu diễn ra về chiều tối, ngày nắng nhiều, nhiệt cao từ 25 cho tới 36 độ. Một vài điểm miền Tây Nam Bộ có nơi còn trên 36 độ. Cả hai khu vực này lưu ý với hiện tượng thời tiết cực đoan. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Xuống tới huyện đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp, còn 4 tới 10 km trong mưa. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.